Một thước đo cho tính kém cỏi của các chế độ khác nhau là quy mô của tham nhũng trong chính phủ. Ngày nay, chúng ta cũng chẳng còn lạ lẫm gì với hàng loạt những vụ tham nhũng có dính dáng tới ông to bà lớn và những đợt thay máu liên tục trong giới cầm quyền Việt Nam. Nhưng ít ai biết rằng, ngay từ những năm chiến tranh, Việt Nam đã phải đối mặt với một nạn tham nhũng cực kỳ lớn và hậu quả lại do người Mỹ dọn dẹp. Có lẽ các bậc quan thầy người Mỹ chưa bao giờ ngờ được rằng số tiền mình dùng để chu cấp cho đàn con Việt Nam Cộng Hòa lại nhanh chóng bị chúng rút lõi, chẳng còn một cắc bạc nào như thế. Tiền thì bị đưa lớn, diệm thiệu, bỏ túi riêng, còn vật tư thì bị lính tép phía dưới mang đi tẩu tán. Âu đó cũng là cái thất bại của giới tinh hoa Mỹ. Nhưng cũng nhờ những màn tham nhũng như thế mà bộ đội ta mới có cơ hội hớt tay trên cơ số món hàng ngon. Vậy rốt cục, nạn tham nhũng đang sâu vào hàng ngũ Việt Nam Cộng Hòa như thế nào? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Mỗi một chính phủ được Hoa Kỳ giúp nắm lấy quyền lực ở Việt Nam đều chứng tỏ là mình không có khả năng. Tất cả họ đều bị người dân Việt Nam khước từ. Đầu tiên là chế độ người Pháp, rồi chính phủ Ngô Đình Diệm. Cuối cùng, sau một thời gian đảo chính và đảo chính ngược lại, chính quyền quân đội dưới tướng Thiệu và Thông Chế Kỳ. Những năm đầu của chế độ Nguyễn Văn Thiệu, năm 1967-1968, bộ máy tương đối còn có kỷ cương, nhưng dần dần đi tới chỗ tham nhũng thối nát tồi tệ. Nó đã phá hoại kinh tế vật chất và làm suy sụp tinh thần quân dân. Tham nhũng hối lộ có từ thời Tây, nhưng dưới chế độ Nguyễn Văn Thiệu có thể nói đã tiến đến chỗ tột cùng của thối nát. Các chế độ chính phủ quốc gia từ thời Trần Văn Hữu, Nguyễn Văn Tâm, Ngô Đình Diệm, Nguyễn Cao Kỳ cũng có ít nhiều tham nhũng, nhưng người dân còn chấp nhận được. Đến Nguyễn Văn Thiệu thì thật hết nước nói. Sau khi miền Trung thất thủ lọt vào tay cộng quân, chúng tôi có nghe một ông công chức than thở, chế độ Thiệu đi theo vết xe đổ của Tưởng Giới Thạch, các ông tỉnh trưởng chết gục trên đống vàng. Trong cuốn sách Cuộc triệt thoái cao nguyên năm 1975, Phạm Huấn có nói: theo dư luận, cái giá để mua chức tỉnh trưởng qua đường dây bà Thiệu, bà Khiêm thường thường từ 10 đến 20 triệu. Tệ nạn mua quan bán tước ngày càng lộ liễu, những chức vụ, công việc hái ra tiền đều được mua bán trả giá cả song phẳng. Ngoài ra, quan chức phải nộp tiền hụi chết cho cấp trên theo hệ thống quân giai. Quận nộp cho tỉnh nộp cho vùng nộp cho trung ương. Nguyễn Đức Phương nói, các hình thức tham nhũng tại miền Nam đã được nhóm nghiên cứu thuộc tổ hợp Brand xếp thành 4 loại chính: buôn lậu, hối lộ, mua quan bán tước và lính kiểng, lính ma. Trong phim Việt Nam History by Television, ông giám đốc CIA khi trả lời phỏng vấn cho biết tham nhũng đã phát triển quá độ tại miền Nam Việt Nam. Chỗ nào cũng có, chính phủ Mỹ biết rõ như vậy và họ đã phải che giấu không cho báo chí biết, sợ người ta làm lên, nếu đến tay quốc hội, viện trợ sẽ bị cắt giảm. Tại các tỉnh, viện trợ kinh tế xã hội, bình định phát triển, bị đục khoét trầm trọng. Tiền viện trợ của Mỹ không được dùng vào mục tiêu kinh tế quân sự mà vào túi bọn quan lại của tham ô. Tham nhũng bắt nguồn từ lòng tham vô đáy của con người hơn là vì thiếu thốn. Các quan chức có được căn nhà, cái xe hơi thì cũng được rồi, so với đời sống nhân dân như thế cũng là được quá ưu đãi. Những kẻ tham ô không dừng chân ở đó, được voi đòi tiền, họ tậu rừng, tậu ruộng, tậu đồn điền, mua giam 7 căn nhà nghỉ mát, cái ở Nha Trang, cái Đà Lạt, Vũng Tàu, chuyển ngân ra ngoại quốc. Tham nhũng như đã nói ở trên, vừa phá hoại kinh tế quốc gia, vừa làm suy yếu tinh thần người dân cũng như người lính chiến. Sau đây là tham nhũng dưới con mắt người ngoại quốc. Hậu quả của tình trạng tham nhũng này đã được một sĩ quan nhận xét. Tham nhũng luôn luôn tạo ra sự bất công trong xã hội. Tại Việt Nam, một nước đang trong thời chiến, thì sự bất công trong xã hội lại càng rõ ràng hơn so với các nước khác. Tham nhũng đã tạo ra một thiểu số nắm giữ tất cả các quyền lực và tài nguyên. Phần lớn giai cấp trung lưu và nông dân trở thành nghèo hơn và phải chịu hy sinh. Họ mới chính là người đóng thuế cho chính phủ, hối lộ cho cảnh sát, phải mua phân bón với giá cắt cổ, để rồi phải bán gạo với giá rẻ cho chính phủ ấn định. Và cũng chính họ đã cho con cái đi chiến đấu và hy sinh cho đất nước, trong khi các công chức cao cấp của chính phủ và những kẻ giàu có lại gửi con cái ra nước ngoài. Một bác sĩ quân y đã nói với tôi rằng, ông đau lòng khi nhìn thấy những thương binh, các binh sĩ cụt chân tay, nằm đầy tại quân y viện, đều thuộc giai cấp bình dân, thuộc các gia đình nông dân. Các thương binh này phải chịu đựng và hy sinh cho thiểu số tham nhũng thống trị. Chính phủ tuyên bố tìm cách chiếm lòng dân, nhưng thực tế chỉ làm lớn hơn khoảng cách giữa giai cấp lãnh đạo và quần chúng. Nguyễn Đức Phương, Chiến tranh Việt Nam toàn tập viết tiếp. Hồi ấy trên báo chí đã có người lên án bất công xã hội tại miền Nam ngày càng trở nên ghê tởm.
Trong khi binh sĩ chết như dạ ngoài mặt trận, thì tại các thành phố lớn, bọn nhà giàu mua xe hơi bóng lộn, xây nhà cao 5-7 tầng lầu, ai nấy mặt vênh mày vác, khinh người rẻ của. Bọn con buôn hái ra tiền nhờ chiến tranh, rồi dùng tiền cho con cái đi du học ngoại quốc. Trong khi những kẻ xông pha mũi tên hòn đạn ngoài chiến trường phải chịu cảnh nghèo nàn thiếu thốn. Thực trạng xã hội đã ảnh hưởng rất nhiều đến tinh thần người chiến sĩ, họ phải hy sinh, chiến đấu cho một chế độ bất công thối nát. Phạm Huấn, tác giả của cuốn sách Những cơn uất trong trận chiến mất nước, đã viết: các tướng lãnh Việt Nam Cộng Hòa không có sự ngay thẳng, tư cách như các tướng lãnh ngoại quốc. Năm 1950, De Lattre, tướng 5 sao, tư lệnh Đông Dương nhưng vẫn để cho người con một, Bernard De Lattre, đóng tại đền non nước Ninh Bình. Mặc dù vua Bảo Đại đề nghị đưa Bernard về làm trong văn phòng quốc trưởng, nhưng ông tướng vẫn để con chiến đấu tại chiến trường và tử trận tháng 5 năm 1951. Khi Mỹ bắt đầu ném bom Bắc Việt, đô đốc Sáp, tư lệnh các lực lượng Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương, đã để cho con trai ông, thiếu tá phi công McCain, tham gia oanh tạc và đã bị bắn rơi. Trong khi đó, suốt cuộc chiến 21 năm sau cùng tại Việt Nam, chắc chắn không thể tìm thấy một con ông tướng nào chiến đấu ngoài mặt trận. Còn những ông tướng khác thì cứ gần đến tuổi động viên đã bằng cách này, cách khác được xuất ngoại du học. Chung quy chỉ có những sinh viên, học sinh con nhà nghèo và không thế lực sẽ bị thi hành lệnh tổng động viên một cách rất kỹ lưỡng. Ngoài ra, vì không có tiền bạc để chạy trọt, chắc chắn không bao giờ họ được phục vụ tại chỗ ngon, chỗ bở ở Sài Gòn hay các tỉnh. Trần Phan Anh cho cuốn Trận chiến mùa hè năm 1972, trang 155-156 có nêu ra một vụ tham nhũng hối lộ động trời của các tướng lãnh Việt Nam Cộng Hòa. Chẳng biết hư thực ra sao. Trong khoảng thời gian từ tháng Giêng đến tháng 3 năm 1972, tình báo Việt Nam Cộng Hòa báo cáo sự hiện diện của công trường 5 Bắc Việt tại căn cứ địa 712 gần thị trấn Snow, Campos, khoảng 30 cây số Tây Bắc, quận Lỵ Lộc Ninh trên quốc lộ 13. Hai công trường 79 được phát hiện tại vùng đồn điền cao su Damber và Chup trên đất Campos. Nơi đó là hai mục tiêu hành quân của quân đoàn 3 thiết kế cho đệ Tam Cá Nguyệt năm 1971. Kế hoạch đã bị đình hoãn sau cuộc tử nạn của Trung tướng Đỗ Cao Chí, tư lệnh quân đoàn 3 quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Trung tướng Đỗ Cao Chí đã bị thảm sát vì đã cùng Nguyễn Văn Thiệu, Đặng Văn Quang nhận hối lộ 30 triệu đô la do Tòa đại sứ Nga tại Paris trao cho Quang để trả Trung ương Cục và Mặt trận Giải phóng miền Nam chạy trối chết qua Campos sau khi bị liên quân Việt-Mỹ bao vây tại vùng rừng Tây Ninh vì những cánh quân của quân đoàn 3 tiến quá nhanh. Cục R chậm chân kẹt lại bị CIA phát hiện do việc họ đánh điện cầu cứu Hà Nội. MACV phối hợp đệ hai quân đoàn tiền phương Hoa Kỳ US 2 Fire Force cùng quân đoàn 3 Việt Nam Cộng Hòa được tăng cường một lũ đoàn dù, liên đoàn 56 biệt động quân tung quân bao vây. Cục R chỉ còn một trung đoàn bảo vệ, cá nằm trong giọ chờ đến thớt. Khi liên quân Việt Mỹ siết chặt vòng vây, lữ đoàn dù thọc mũi tấn công khuấy động, một liên đoàn biệt động quân lãnh nhiệm vụ án ngữ biên giới Campos thì bất ngờ nhận được lệnh trung tướng Đỗ Cao Chí cho lệnh rút về chi khu Phước Thành, Tây Ninh nghỉ dưỡng quân. Thì tối hôm đó bị trung đoàn bảo vệ cục R đánh để che chở cho toàn bộ trung ương cục chạy trối chết qua Campos về hướng đồn điền Snow. Khi đó CIA tức giận nghĩ rằng Đỗ Cao Chí là người của Cộng sản nên ra tay tiêu diệt. Những chuyện này do chính đại sứ Comey, hàm đại sứ kể lại. Ông đặc trách bình định phát triển MACV. Khởi đầu từ mùng 8 tháng 9 năm 1974, Linh Mục Trần Hữu Thanh, Chủ tịch Phong trào Nhân dân chống tham nhũng, cho phổ biến bản cáo trạng số 1 tố cáo ông Thiệu tham nhũng và yêu cầu từ chức. Tướng Thiệu bị tố tham nhũng nhiều vụ như nhà cửa, đất đai, đầu cơ phân bón, gạo miền Trung, buôn bán bạch phiến. Phong trào lôi cuốn các nhóm khác như sinh viên, ký giả, chính sách. Đầu tháng 2 năm 1975, phong trào phổ biến cáo trạng số 2 tố cáo ông Thiệu nhiều tội và hô hào lật đổ bằng võ lực khiến ông ta phải dùng biện pháp mạnh cho bắt giam nhiều nhà chính khách, đảng phái. Người dân trong nước đã quá chán ghét chính quyền thối nát. Dĩ nhiên, người Mỹ phải chán nản hơn thế nữa. Tiền của họ đổ vào từ bao lâu nay y như gió lùa vào nhà trống. Cựu đại sứ Bùi Diệm nói, một quốc hội quá chán ngán chiến tranh và mệt mỏi vì đã yểm trợ một đồng minh có quá nhiều khuyết điểm và thối nát. Nhà báo Trần Văn Ân, tướng trưởng Phạm Huấn, chính khách, ký giả đều cho rằng đất nước đã được giao phó vào tay lãnh đạo tồi. Trần Việt Đại Hưng cũng như nhiều nhà báo khác cho rằng Thiệu, Kỳ không phải là những nhà lãnh đạo mà chỉ là những anh cai thầu chiến tranh. Hễ có tiền thì đánh, không tiền thì chạy.
trong 8-9 năm cầm quyền, ta không thấy chính phủ Thiệu có một kế hoạch gì về chính trị, kinh tế cũng như quân sự mà chỉ trông chờ vào Mỹ. Ông Nguyễn Tiến Hưng cho rằng ta đã hoàn toàn lệ thuộc vào Mỹ từ quốc phòng, ăn ở, giao thông, vận chuyển. Đương đầu với một kẻ thù nguy hiểm, công chức quân nhân không được học tập về đường lối, lý tưởng chủ nghĩa quốc gia, hoặc có chăng chỉ là hình thức. Tổ chức hoạt động tuyên truyền của chính phủ rất yếu kém, không lôi cuốn được sự ủng hộ của nhân dân. Trong khi kẻ địch thường xuyên tuyên truyền, nhồi sọ cán bộ, nhân dân, bộ đội để lái họ theo đường hướng chúng đã vạch ra. Bộ thông tin tuyên truyền của ta không giáo dục tuyên truyền cho người dân, quân nhân, công chức một lý tưởng quốc gia, lý tưởng tự do dân chủ để quân dân ta có một tinh thần vững mạnh, mà chỉ là chính sách tự vệ, gặp Việt Cộng ở đâu thì đánh đấy. Cuộc chiến tranh quá dài đã khiến mọi người mệt mỏi, giao khoán hoàn toàn việc bảo vệ đất nước cho quân đội. Phần lớn thanh niên không thiết tha, đôi khi còn trốn tránh nghĩa vụ quân sự trong thời chiến. Tất cả những mục nát của chính quyền, thờ ơ của dân chúng và sự ung thối của xã hội miền Nam đã cấu thành yếu tố tự hủy. Bên cạnh đó, trong cuộc chiến tại Việt Nam, giới tình báo quân sự Mỹ liên tục nhắc đến đơn vị đoàn 83 ở ngay sát sườn Sài Gòn. Đó là đơn vị khiến Mỹ mất ăn mất ngủ suốt những năm xâm lược. Không phải vì khả năng chiến đấu, mà bởi vì một lực lượng lớn vật tư đã lọt vào tay quân giải phóng thông qua họ, một đơn vị hậu cần. Không lâu sau khi giành thắng lợi quyết định trước thực dân Pháp ở Điện Biên Phủ, Việt Nam lại rơi vào cảnh bị chia cắt. Chính quyền ngụy Sài Gòn được Mỹ hậu thuẫn, quyết tâm dập tắt phong trào đấu tranh đòi độc lập ở miền Nam. Chỉ sau một thời gian ngắn, Mỹ đã giúp chính quyền Sài Gòn xây dựng được một đội quân hùng hậu, hoàn toàn do Mỹ trang bị. Washington tin rằng chỉ cần đổ thật nhiều tiền của cho chư hầu để có quân đội đông đảo, hiện đại là có thể biến miền Nam thành tiền đồn chống cộng thân Mỹ, ngăn chặn chủ nghĩa xã hội lan xuống Đông Nam Á. Đó là sự phục vụ lợi ích của Mỹ, gạt bỏ Hiệp định Geneva và quyền tự quyết của dân tộc Việt Nam. Ngay sau khi thế chân Pháp tại miền Nam Việt Nam, Mỹ thực hiện viện trợ ồ ạt, cung cấp toàn bộ vũ khí, trang thiết bị quân sự cho quân đội ngụy quyền. Ngoài ra, bằng viện trợ trực tiếp và các cơ chế ưu đãi cho giới tư bản miền Nam thân chính quyền Sài Gòn, Mỹ đổ một lượng hàng tiêu dùng khổng lồ vào miền Nam, tạo dựng một bức tranh phồn vinh, nhưng bên trong hầu như không có động lực phát triển kinh tế. Với sự phụ thuộc vào Mỹ như vậy, chính quyền do đế quốc lập nên, không bắt nguồn từ nguyện vọng của nhân dân, nhanh chóng bộc lộ sự yếu kém và tha hóa. Nguồn viện trợ khổng lồ và gần như là không hoàn lại tạo điều kiện cho vô số quan chức, sĩ quan chính quyền Sài Gòn kiếm bộn tiền nhờ tuồn hàng ra hệ thống chợ đen ở Gia Định, Chợ Lớn, Tây Ninh. Từ những mặt hàng thiết yếu như thuốc men, thực phẩm, vải vóc, vật tư xây dựng đến máy móc, xe cộ, vũ khí cũng đều có thể đem bán nếu khách mua có đủ tiền. Không chỉ có vậy, sau khi quân đội Mỹ chính thức tham chiến, không thiếu trường hợp binh lính Mỹ cũng bòn rút hàng hóa trong kho đi tiêu thụ. Với phương châm lấy vũ khí địch đánh địch, nguồn cung này là vô cùng hữu ích cho lực lượng của mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam. Những năm đầu kháng chiến, đường Trường Sơn chưa được mở rộng, chi viện từ miền Bắc vào được với số lượng rất ít, tốn nhiều thời gian và gặp vô số khó khăn. Hầu hết vật tư chiến tranh quân giải phóng mua được từ nạn tham nhũng của chính quyền Sài Gòn được bí mật trở đến các kho tàng bí mật trong vùng giải phóng. Tình báo Mỹ sau đó xác định mạng lưới thu mua này là đoàn hậu cần 83, nhưng không thể ước lượng được quân số cũng như ngăn chặn được đơn vị này. Hàng trăm phóng viên báo chí Mỹ thường trực tại Việt Nam đưa tin về sự xuất hiện ngày càng nhiều của vũ khí trang bị Mỹ trong tay đối thủ. Để xoa dịu, Bộ Ngoại giao Mỹ giải thích rằng đó là do Việt Cộng chiếm được từ các làng mạc, đoàn xe vận tải do chính quyền Việt Nam Cộng hòa kiểm soát. Những lời biện minh đó chỉ có thể che giấu một bức tranh khác. Tình báo Mỹ ghi nhận được chỉ trong 6 tháng từ tháng 10 năm 1965 đến tháng 4 năm 1966, ngoài vũ khí trang bị, quân giải phóng đã thu mua hơn 50.000 lít nhiên liệu, hàng chục nghìn mét vải, dây dù, dây điện, cùng vô số thuốc men, máy điện đài. Tất cả đều do các nhà thầu cho Bộ Quốc phòng Mỹ sản xuất. Một báo cáo hồi tháng 4 năm 1967 cho biết, Việt Cộng có thể mua gần như bất cứ thứ gì họ muốn mua ngay tại Sài Gòn. Mặc dù vậy, giới chức Mỹ vẫn làm ngơ trước hoạt động chợ đen này. Sự mất mát về vật tư chiến tranh chỉ là vấn đề nhỏ với Mỹ vì có thể bù đắp dễ dàng nhờ nền công nghiệp đứng đầu thế giới. Khi Washington càng lún sâu vào cuộc chiến, các tập đoàn công nghiệp quốc phòng Mỹ càng thu lợi, bất chấp sự tha hóa của chính quyền Sài Gòn, sự phản đối của người dân Mỹ yêu hòa bình cũng như quốc tế. Truyền thông Mỹ trực tiếp chỉ trích rằng hoạt động chợ đen ở miền Nam Việt Nam đã bốc mùi tới mức không thể che giấu thêm chút nào nữa. Từ tiền thuế của nhân dân Mỹ, viện trợ hào phóng cho chư hầu đã khiến chợ đen bùng phát, qua đó gián tiếp viện trợ cho quân giải phóng.
Một nghịch lý xảy ra là bao nhiêu hậu cần cấp cho quân Mỹ và chư hầu cũng là không đủ, trong khi chỉ một chút hậu cần trưng dụng từ đối thủ lại tăng rất nhiều sức chiến đấu cho quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Giới chức Mỹ phải thừa nhận, chính khả năng lấy vũ khí địch đánh địch là một trong những lý do mà trận dân tộc giải phóng là lực lượng thiện chiến nhất Mỹ phải đối mặt trong lịch sử chiến tranh của mình. Cảm ơn anh em đã theo dõi đến phút cuối cùng của video. Xin chào và gặp lại anh em ở những video tiếp theo.